Giá heo hơi hôm nay, ngày 23 tháng 12 tiếp tục trưởng lại tại ba miền. Giá heo hơi hôm nay, ngày 23 tháng 12 đi ngang tại nhiều địa phương trên cả nước. Người chăn nuôi tỉnh Đồng Nai đặc biệt an tâm vì tham gia vào chuỗi liên kết đảm bảo đầu ra luôn ổn định. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc thấp nhất là 47.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi tại miền Bắc không có điều chỉnh mới so với ngày hôm qua. Nhiều địa phương trong khu vực duy trì mức giao dịch trong khoảng 47.000 đến 49.000 đồng mỗi kg ví dụ như Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam và thành phố Hà Nội. Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình và Tuyên Quang vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực với giá 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi, hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 47.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 49.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 47.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 50.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 50.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 49.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 48.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 49.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 50.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên ổn định thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục chững giá trên diện rộng. Theo ghi nhận, mức giá thấp nhất khu vực là 47.000 đồng mỗi kg, có mặt tại tỉnh Quảng Bình. Trong khi đó, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Lạt và Bình Thuận vẫn tiếp tục neo tại mức 49.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh còn lại đang giao dịch trong khoảng 50.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tây nguyên dao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 50.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 51.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 47.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 49.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 49.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 49.000 đồng mỗi kg. Khánh Hòa là 49.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 49.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 49.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 50.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 49.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi, hơi hôm nay tại miền Nam quanh mốc trung bình là 49.000 đồng mỗi kg. Khu vực miền Nam không ghi nhận thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Một loạt các tỉnh thành đang thu mua heo ở mốc cao nhất khu vực là 50.000 đồng mỗi kg, gồm Đồng Nai thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Còn ở Bình Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh, giá giao dịch đạt mức thấp hơn, giao động trong khoảng 48.000 đến 49.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 49.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 50.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 50.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 50.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 49.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 49.000 đồng mỗi kg, Long An là 50.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 50.000 đồng mỗi kg, An Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 49.000 đồng mỗi kg. Cần thơ là 50.000 đồng mỗi kg. Kiên Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 49.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 49.000 đồng mỗi kg. Bạc Liêu là 50.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 48.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 49.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 50.000 đồng mỗi kg. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn toàn tỉnh hiện có 29 chuỗi chăn nuôi với các mặt hàng thịt heo. Toàn tỉnh cũng có 277 trang trại chăn nuôi được chứng nhận Việt Gáp với sản lượng được chứng nhận gần 102.000 tấn thịt heo năm. Trong đó, không chỉ những tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi mới xây dựng được những chuỗi liên kết hiệu quả mà nhiều trang trại, hộ chăn nuôi đã tham gia vào chuỗi để tăng lợi thế cạnh tranh ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, theo báo Đồng Nai. Đồng Nai cũng là tỉnh nằm trong top các tỉnh thành đi tiên phong của cả nước thực hiện việc ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi cũng như truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm chăn nuôi để có lợi thế cạnh tranh trong hội nhập